Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Như các bạn đã biết thì hiện nay trên thị trường những chiếc flycam với chất lượng cao thì đi kèm với mức giá cũng cao không kém. Vì vậy rất nhiều bạn muốn chọn cho mình một chiếc flycam cũ với mức giá phù hợp nhất. Từ đó, ngày hôm nay Tokyo Camera sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để chọn cho mình một chiếc flycam chất lượng và hợp với giá tiền của mình nhất nhé. Đầu tiên, trước khi chúng ta mua được một chiếc flycam, chúng ta phải chọn được người bán phù hợp đã. Các bạn có thể lên những cái hội flycam mà hiện tại trên Facebook có rất là nhiều. Điển hình như là hội hiệp hội flycam Việt Nam của group của Tokyo Camera của chúng tôi. Ở đây thì có rất là nhiều anh em muốn lên đời, đổi đời flycam hay là đơn giản chỉ là bán lại flycam của mình. Vì vậy là có rất là nhiều những cái bài và thông tin cụ thể của những chiếc flycam mà các bạn muốn bán ở trên hội. Và các bạn có thể tham khảo ở trên group này. Link của group thì chúng tôi sẽ để ở bên dưới nhé. Một chiếc flycam có chất lượng hay không thì điều đầu tiên là chủ của nó phải là người biết giữ gìn. Vì vậy là họ đăng những cái bài bán flycam sẽ rất là có tâm. Điển hình như là việc là họ sẽ ghi đầy đủ thông tin là phụ kiện của máy bay có những gì này, tình trạng máy bay ra sao này, sạc bao nhiêu lần này, số điện thoại liên hệ và địa điểm mua bán cụ thể. Và nếu những người họ song phẳng thì họ sẽ để giá trực tiếp ở trên cái bài đăng của mình để các bạn vào và có thể đọc được và các bạn không cần phải hỏi lại cái người bán gì nhiều nữa, chỉ việc inbox và sắp xếp của hẹn thôi. Ngoài việc mua flycam từ người dùng trực tiếp thì các bạn cũng có thể mua flycam từ những cái cửa hàng. Ví dụ như ở Tokyo Camera đây, chúng tôi có rất là nhiều những loại flycam cũ khác nhau với mức giá hợp lý. Tuy rằng giá nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với việc mà các bạn mua ở người dùng, nhưng bù lại các bạn có gì? Các bạn có một chiếc flycam đã được chúng tôi test rất là kỹ càng và đến tay người dùng một cách rất là an toàn với người sử dụng. Và ngoài ra, chúng tôi còn bảo hành tiếp tục với cái thời gian mà chiếc flycam đó sử dụng, chứ không chỉ đơn giản là mua bán trao tay. Tất nhiên là còn hỗ trợ các bạn trong quá trình sử dụng sau này nữa. Vì vậy các bạn có thể yên tâm và lướt qua trang chủ Tokyo Camera hoặc gọi điện đến hotline chúng tôi nhé. Sau khi chọn được một điểm mua uy tín thì chúng ta sẽ đến bước kiểm tra chiếc flycam của chúng ta có vận hành tốt hay không. Và đây sẽ là quy trình của Tokyo Camera khuyên các bạn làm sao để kiểm tra tổng quát chiếc flycam của mình và có quyết định mua chiếc flycam của bọn nó hay không. Trên tay tôi đây là một chiếc flycam Mavic 2 Pro cũ. Tuy là cũ thôi nhưng mà theo Tokyo Camera đánh giá chiếc này còn rất là mới luôn các bạn. Và để xem nó mới như thế nào thì chúng ta sẽ đi qua kiểm tra nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ xoay qua xoay lại chiếc flycam để xem ngoại hình của nó có bao trong có sự sát gì không này. Nếu mà có nứt hay là một cái vấn đề gì đấy nhìn rõ ràng thì các bạn tốt nhất là nên từ chối chiếc flycam đấy hoặc là mua với giá rẻ hơn. Tiếp theo là việc kiểm tra những cái con ốc ở trên chiếc flycam này đã được tháo mở hay chưa. Cái việc tháo mở này sẽ chứng tỏ là chiếc flycam này đã từng sửa chữa hay là đã từng có một cái vấn đề gì đấy hay chưa. Ví dụ như chiếc Mavic 2 Pro này thì chúng ta sẽ nhận biết những cái dấu hiệu đã tháo mở qua những siêu ốc. Đi ra là có cái rất là hay là họ sẽ đổ một cái lớp keo mỏng lên những cái con ốc này. Ví dụ như là chiếc Mavic 2 Pro thì sẽ có hai con ốc ở vị trí này. Thì các bạn đã thấy đây, nó sẽ có một cái lớp keo nhỏ ở trên cái phần ốc và khi mà các bạn muốn mở được cái con ốc này ra thì các bạn sẽ phải tháo cái phần cao su này ra. Phần cao su này ra thì mới có thể mở được và đấy sẽ là dấu hiệu nhận biết cái chiếc flycam này đã từng bị tháo mở hay chưa. Chúng tôi không nói cái việc tháo mở hay sửa chữa này là không tốt. Nếu mà cái chiếc flycam của chúng sử dụng có vấn đề gì đấy mà họ sửa chữa ở một nơi uy tín và sửa chữa một cách rất là hoàn thiện thì chiếc flycam đấy vẫn có thể sử dụng bình thường. Nhưng các bạn nên mua chiếc flycam đấy với mức giá phù hợp, tại vì cái chiếc flycam này đã bị tháo mở rồi thì DJI họ sẽ không bảo hành về sau nữa. Đấy là cái chính sách của DJI mà các bạn nên nhớ nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ kiểm tra đến cái phần quan trọng nhất của chiếc flycam, đó là phần cánh. Các bạn sẽ xoay tất cả những cái cánh của flycam xem là có chiếc nào bị kẹt không, tại vì khi mà bị kẹt thì dẫn đến cái việc motor nó sẽ rất là nóng khi mà vận hành và có thể xảy ra những cái hiện tượng không mong muốn. Một cách khác để kiểm tra chiếc flycam này motor nó có hoạt động hoàn hảo không, đó là khi các bạn bắt đầu gạt chéo gần cái chữ V để khởi động máy và các bạn tắt nó đi thì bốn cánh nó sẽ dừng cùng một lúc. Thì đấy là dấu hiệu để nhận biết là bốn chiếc motor này còn hoạt động rất là hoàn hảo. Phần tiếp theo là đến kiểm tra những viên pin. Viên pin đạt yêu cầu thì sẽ không có hiện tượng phồng và sẽ phẳng như thế này, hay là những cái chân tiếp xúc của chúng ta còn mới, không có bụi, không han gì. Các bạn nên kiểm tra cả về ba viên pin nhé nếu mà mua bộ GoPro. Rồi đấy là phần fly. Bây giờ đến phần cam. Phần cam đây, gimbal của chúng ta thì tất cả những cái trục của chúng ta các bạn thử dùng tay các bạn đưa qua đưa lại xem có mượt không, bị
kèm một cái gì đấy bên trong không, thì rất dễ hệ motor của chúng ta bị lỗi overload. Kiểm tra xem là có gốc rễ gì ở trong phần camera không nữa nhé, có bụi gì không này, camera có bị xước gì không này. Đấy. Và các bạn cũng nên nhìn vào những cái khe của chiếc gimbal này, nếu mà có quá nhiều cát thì chứng tỏ là cái chủ cũ của họ người ta bay không bảo quản nhiều, tại vì mỗi lần bay như thế thì cát nó vào những cái khe này và nó vào cả cái khe tản nhiệt nữa, làm cho cái Leica của chúng ta cũng rất là nhanh. Đó là bước kiểm tra sơ qua ngoại hình của chiếc Leica này. Sau đó khi mà mua Leica thì các bạn cũng phải để ý đến những phụ kiện của nó có đầy đủ hay không, vì những cái phụ kiện này có rất là nhiều phụ kiện mà chúng ta chỉ có thể mua ở trong bộ combo chứ không thể mua lẻ bên ngoài được, hoặc là mua lẻ bên ngoài rất là đắt. Vậy chúng ta hãy kiểm tra cái phụ kiện của nó đầy đủ và mua với mức giá phù hợp. Nếu mà có phụ kiện gì thiếu thì các bạn nên yêu cầu đối với người bán là giảm giá xuống một chút, thì coi như là cái tiền đấy thì các bạn sẽ mua lẻ cái phụ kiện đấy bên ngoài. Một phần cũng khá quan trọng khác khi mà mua một chiếc Leica đó là tay điều khiển. Tay điều khiển đây thì các bạn kiểm tra giúp mình những cái khớp nối của phần anten này, nó còn chắc không, nó có bị dơ không, cái nút của chúng ta, tất cả những cái nút này nó còn đầy đủ này, nó không bị mờ hay là nó không bị thay thế, và khi bấm thì những nút này vẫn phải nhận nhé, chứ không được liền một cái nút nào đâu. Như thế thì rất là khó để chúng ta sử dụng sau này và rất là bất tiện nếu mà chúng ta cần cái chức năng nào đấy ở trên cái nút này. À, khi mà Flycam chúng ta muốn mua đã đủ điều kiện về phần ngoại hình thì đến cái phần vận hành là một bước rất là quan trọng, và đây là cái bước quyết định cho các bạn có nên mua cái sản phẩm này hay không. Về vận hành thì trước hết là các bạn sẽ bật chiếc Flycam lên như bình thường thôi, bật lên. Rồi, đây là những cái bước cơ bản. Gimbal sẽ quay qua quay lại các hướng chất. Đó. Khi mà bật cả hai thiết bị lên thì chúng ta kiểm tra lại cái độ kết nối của nó. Và kết nối với nhau bình thường là ok. Chúng ta sẽ vào cái phần bảng thông báo đầu tiên, Aircraft Status, và kiểm tra tất cả những cái thông số của máy bay. Khi mà bật lên thì nó báo normal hay không. Nếu mà normal thì chứng tỏ là cái chiếc Leica hoạt động rất là bình thường, không có một cái lỗi gì cả. Khi mà có bất kỳ một cái lỗi gì hiện lên ở cái phần overall status này thì chúng ta sẽ nên kiểm tra cái lỗi này là lỗi có thể khắc phục được bằng phần mềm hay không. Có những cái lỗi mà chúng ta có thể cali lại bình thường, như là những cái lỗi vision, cái lỗi compact cali lại là hết, không vấn đề gì cả. Nhưng mà có những cái lỗi mà nó rất là nghiêm trọng và nó ảnh hưởng đến cái phần cứng của trong máy bay này rồi, và những chiếc Leica đấy thì sẽ không đạt yêu cầu để chúng ta có thể mua. Rồi sau khi bật lên thì chúng ta sẽ kiểm tra về cái phần focus của gimbal. Chúng ta sẽ tắt những cái nơi khác nhau để kiểm tra xem là gimbal nó còn tự động lấy nét được không. Chúng ta cũng nên có một cái bước để kiểm tra cái gimbal này, đó là kiếm một cái tờ giấy màu trắng như tôi đang có ở đây, là chúng ta sẽ để lên phần camera, để lên phần camera và soi xem là nó có một cái điểm đen nào ở trên cái màn hình khi mà cái chiếc camera của Mavic này khi có hình không, thì đấy sẽ là điểm có thể là bị chết điểm ảnh, hoặc là có thể nó có dính bụi ở trong lens và chúng ta sẽ phải lau cái phần filter này, hoặc là nếu mà nó sẽ ăn vào trong cái phần ống kính bên trong rồi, chúng ta tốt nhất là chúng ta nên không nên mua cái chiếc Leica này. Tiếp tục là chúng ta sẽ kiểm tra cái phần lên xuống của gimbal xem là có mượt không. Đây, tôi thấy là lên xuống gimbal rất là mượt, không có một cái tiếng động lạ hay là một cái hiện tượng lạ gì cả. Tiếp tục là để cái phần kiểm tra sau pin, chúng ta sẽ kiểm tra cả ba viên pin, từng viên pin một, là xem là những cái phần cell pin này nó có đều nhau hay không, hay là nó chỉ lệch nhau một chút 0.01 hoặc là 0.02 thì không vấn đề gì cả. Cái đấy là chuyện rất là bình thường, các bạn thấy lệch xe nhiều lệch xe ít thôi nhé, không phải không mua không phải không ai thoải mái không vấn đề gì, nhưng mà nó lệch mà nó tụt hẳn xuống ấy, thì đấy là một vấn đề rất là đáng lo ngại, các bạn không nên lấy nguyên pin đấy mà nên mua ngay nguyên pin khác. Tiếp theo là chúng ta sẽ kiểm tra về số lần sạc. Như viên pin của chiếc Mavic 2 Pro này ở đây thì nó chỉ có 5 lần sạc thôi, rất là ít. Rồi để một lúc thì các bạn có thể nghe được tiếng quạt tản nhiệt của chiếc Leica này kêu, không biết là chiếc camera này có thể nghe được tiếng gì không, nhưng mà tôi có nghe thấy cái tiếng bù 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 ở trong bên này. Thì các bạn cũng nên để một lúc để chiếc quạt tản nhiệt này nó tự động nóng lên và nó sẽ quay để tản nhiệt cho chiếc Leica này. Nếu mà để lâu quá mà không thấy quay thì nó
các bạn cũng nên lưu ý một chút, tại vì có thể là cái quạt tản nhiệt bên trong chiếc flycam này đã bị chết, nó sẽ không quay, không tản nhiệt cái flycam của bạn, thì rất là nguy hiểm. Và sau những cái bước kiểm tra cơ bản này thì chúng mình khuyên các bạn nên cầm chiếc flycam này và theo người chủ đi ra thực tế để bay lượn xem là các bạn có thấy một cái lỗi gì phát sinh trong quá trình bay không. Vì có thể nhiều lúc mà kiểm tra ngồi chỗ như này nó không phát sinh vấn đề gì cả, nhưng khi bay lên nó lại có hiện tượng lỗi, ví dụ như là lỗi overload chẳng hạn. Khi mà bay lên gió thổi thì cái gimbal này hoạt động nó mới báo overload, và lúc đấy có nghĩa là cái gimbal nó có cái vấn đề gì đấy nó không được hoàn hảo đó, thì bạn và cái người bán sẽ nên ra một khu đất nào đấy và bay cho người ta lên kiểm tra, đó là cho mình cái sự yên tâm nhất định. Và cuối cùng mà chiếc flycam của chúng ta nếu hoạt động hoàn hảo như vậy thì không có lý do gì chúng ta không mua được cả. Cuối cùng chỉ là điều với lại người bán với cái mức giá phù hợp nhất, thuận mua người bán không. Ok, và chúc các bạn chọn được một chiếc flycam phù hợp với mức tiền của mình. Đừng quên ghé qua trang web, fanpage hay là hội nhóm của Tokyo Camera để cập nhật những cái chiếc flycam cũ mà Tokyo Camera liên tục nhập về với mức giá rất là hợp lý và có bảo hành đàng hoàng các bạn nhé. Rồi, mình là Linh, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái clip tiếp theo. Nhớ like, subscribe channel của mình nhé.